Chào anh em. Trước hết giới thiệu với anh em là đây là một cái mai mà nó đã nở. Nở nở quá trời rồi ha, nở khoảng chừng 10 đến 15% rồi. Do cắt bo ghép nên nó tức nó nở. Thì sẵn tôi xử lý cái mai này. Quay cho anh em xem để anh em tham khảo và chia sẻ với anh em kỹ thuật để chúng ta xử lý cái ra mai này. Để chúng ta vẫn chơi Tết bình thường ha. Chúng ta chỉnh sửa mà nhìn không nhận ra là cái mai nó bị nở trước một như thế này ha. Cái này một kỹ thuật không phải ai cũng biết, chỉ những người đã từng chơi để lâu năm thì mới biết, còn những anh em mới một vài cây ở nhà chơi một vòng một vài cây thì giờ chơi văn nghệ thì nhiều khi anh em sẽ không biết ha. Không biết cái kỹ thuật để chúng ta xử lý nó nở cũng tương đối là nhiều, đối với đặc biệt là những cành mà tôi cắt bo thì nó sẽ nở nó hầu như gần hết, hầu như gần hết. Những cành nào mà không cắt bo thì nó không nở, nở cũng một vài bông vài nụ đó. Thì tôi sẽ tiến hành xử lý và phân tích chi tiết không để cho anh em xem, anh em tham khảo luôn đó. Nó nhìn tổng thể cái mai này thì rất sùm rất tùm luôn đó. Do cái mai này mai thả tự do không có bóng tỉa gì hết, để cắt bo ghép anh em. Cái mai này chỉ để cắt bo ghép thôi, do cắt bo quá nó tức nó nở đó. Đầu tiên thì tôi sẽ tiến hành lặt bớt mặt mấy mấy cái lá cho anh em xem cho nụ nè ha, nụ vẫn còn rất là nhiều luôn. Đó, và một số cành, tuy nhiên có một số cành nó cũng đã hết nụ. Đầu tiên tôi sẽ lặt lá. Trước hết tôi lặt lá anh em xem, tôi lặt hết hết những cái lá trên cái mai này đã ha. Rồi chỉnh sửa sơ. Rồi tiến hành xử lý chia sẻ anh em chi tiết ha. Rồi anh em xem để tôi nhặt lặt lá xong đó nha. Rồi sau khi lặt lá xong thì tôi tiến hành vô dây nhôm anh em, vô dây nhôm chỉnh sửa một một vài tới cái tay cành ha, anh em quan sát theo dõi.
Sau khi tôi lặt lá xong và tôi cắt tỉa sơ và tôi vô dây nhôm chỉnh sửa thì bây giờ tôi tiến hành bấm những cái cành nào không cần thiết để tạo cho cây mai nó có một cái dáng cân đối. Thì chúng ta bấm như thế nào thì bấm, thì chúng ta vẫn dựa trên cái nguyên tắc là như một cái cây thông Noel anh em ha, tức là nó xéo hình chóp nón ha, nó tạo cho cây mai nó rất là hiền hài, nó hài hòa ha. Tuy nhiên á, ở cái cây này á thì nó hơi nghiêng qua bên đây một tí xíu ha, thì còn những cái cành bên này á thì nó sẽ dài hơn qua bên phải, nó dài hơn để tạo cho cây mai nó một cái thế cân bằng ha, thế cân bằng ha. Vì vậy tôi sẽ tiến hành bấm bấm để cành phía bên phải này á nó dài hơn và dần dần từ dưới gốc, từ dưới phía dưới và lên từ từ, nó sẽ thu lại từ từ. Chúng ta không tiếc ha, chúng ta côn cho tàn cho cái mai nó nhìn nó gọn gàng và nhìn nó vẫn đẹp mắt. Thì đằng nào qua Tết chúng ta cũng phải bấm tỉa côn tàn ha. Bây giờ chúng ta tiến hành bấm luôn để có cái để chúng ta làm đẹp cho cây mai để chúng ta trưng Tết luôn. Mặc dù cái mai này nó nở bông rất nhiều, tuy nhiên nó còn cũng quá như rất là nhiều bông không có ít bông anh em ha, anh em coi ha còn rất là nhiều nụ nữa anh em, đây nụ nè này nó nở khoảng chừng được 10 đến 15% rồi nụ nè ha, nụ dày đặc nha. Có clip á, lúc trước tôi có clip chia sẻ anh em. Tuy nhiên một số anh em nói là cây mai nở hết bông rồi còn đưa ra quay ha, này nè nở nè còn đưa ra quay, nhưng mà không đâu anh em ha. Nở nở vậy đó, nhưng mà bông nè, nụ nè nha, nụ nè, nụ còn rền luôn nha, chứ không phải là hết bông đâu nha, nụ rền luôn nha đó. Nụ đặc rền luôn, đặc rền luôn đây cành nóng đó. Đầu tiên chúng ta trước mắt chúng ta tiến hành bấm hết những cái đài bông này đi ha, bấm hết đài bông này đi, nó đã đeo bông rồi, chúng ta tiến hành bấm đi, bấm bỏ đi, rồi chúng ta tiến hành cân đối lại cái cây mai, những cái cành nào mà nó còn bông thì chúng ta tiến hành thì chúng ta chừa, còn hết bông thì chúng ta bấm bỏ, còn nếu có cành nào á mà nó hết bông luôn á thì chúng ta bấm bỏ luôn, rồi chúng ta tiến hành lôi ở cái cành khác lắp lại cái vị trí mà nó đã nở bông. Từ đây cái cách chia sẻ cho một số anh em mới ha, anh em mới không biết làm cách nào vì cái mai nó nở một số bông rồi chúng ta không biết làm cách nào ha. Chúng ta tiến hành là chuyển một cái cành ở nơi khác sang, ví dụ như đây anh em, đây ha, đây là cái vị trí mà cành nó mọc ở đây rồi, nó đã nở bông rồi nè, nó nở bông tôi đã cắt bỏ rồi đây. Đây đó, cành này nè nó mọc ở vị trí này ha, mọc vị trí này nè đây, mọc vị trí này đó, nó mọc ra đây, ra vậy đó nè, ra vậy ha. Còn cành này á, nó nằm ở phía bên này, nó mọc ở phía này này,
Đó, nhưng mà do cái bo này, cành này, do tôi cắt bo ha, cắt bo này, do cắt bo này ha, nên nó nở, nó tức nó nở bên trong hết rồi. Đó. Giờ tôi tiến hành bắt đầu vô dây và lấy cái đầu cành này kéo nó qua để bù đắp khoảng trống đó, thì tạo cho cái mai một cái thế nó đều đều tạ đều chi ha, không bị khuyết đó. Này là trước mắt chúng ta tiến hành là cứ bấm bấm bỏ những cái nụ nó đã nở bông rồi đây, ví dụ đây nè, một cái này cũng nó có đã nở nở rồi nè, nở ba cái chùm bông này nè, bấm bỏ ha, bấm bỏ đi. Rồi đó, sau khi bấm bỏ thì chúng ta tiến hành bắt đầu cân đối cái mai ha. Rồi chúng ta nhìn cái mặt phải nè, chúng ta đã vô qua cái mặt phải, cái mặt mặt phải ha, đây mặt phải của cái mai đây đó, thì anh em nhìn thấy cái mai này á là nó có chiều hướng là cái cành này nó dài hơn, cái cành này ngắn hơn đó. Vậy chúng ta sẽ biến mình bấm từ trên bấm xuống tạo cho cái mai nó thêm cái chiều hướng như vậy này ha. Đó, như anh em nhìn thấy ha, trên này á thì cái cành trên này nó xéo xuống một cái cành này nó bị phá thế này, nó phá thì chúng ta cái hành bám đi bớt một một khúc, chúng ta không tiếc nha. À, ra Tết nó sẽ bằng một cái chồi khác, chúng ta ra Tết đường nào chúng ta cũng phải thu tàn thôi, ra Tết chúng ta còn bấm ngắn vô trong này nữa nè, ngắn như này nữa nè đó. Rồi đối với cái cành này á là cái cành phía sau ha, cho nó dài ha, nó dài ha. Rồi, chúng ta tiến hành bấm những cái đầu cành để cho nó mau bụng của cháu ha, ông của cháu. Rồi đối với cái cành này nó dài ha, nó bị phá thế ha, đó, dưới nó dài hơn, đó, dài hơn cái cành ở dưới, mà chỗ vị trí này á, nó còn rất là nhiều nụ nè, người ta không tiếc ha, đó, đây vị trí này nó đã nở bông rồi nè, tôi sẽ hành bấm ngang đây, chọn bấm luôn cái nút bông này đi, đó. Bấm luôn, đó, tạo cho cái mai một cái hình chóp ha, rồi, đó. Rồi đối với cái cành này, đó, nó cũng bị phá thế ha. Phá thế này, nó cũng bị phá thế nha. Đó. Tôi xin anh tiến hành bấm ngay đây, bấm luôn, bấm ở đây luôn, đó. Tạo cho cái mai một cái thế cân đối ha, cân đối. Rồi bấm những cái đầu cành này nè để cho nó nở bông bên trong. Đó. Rồi đó là cái cách tôi muốn chia sẻ đến một số anh em ha, cái cách để chúng ta xử lý cây mai của mình. Đó. Mà nó nở một vài bông đó. Giờ chúng ta tiến hành chỉnh sửa nó lại, đưa nó về một cái dáng thế nó như nguyên đó. Nhìn chúng ta không phát hiện được đó. Đây là cái kỹ thuật chúng ta chỉnh sửa cho cây mai thôi ha. Rồi cũng chia sẻ một số anh em mới đó thì các anh em khi xem các anh em thấy thích thì hãy bấm đăng ký ủng hộ kênh ha, và chúng ta nhớ nhấn nút chuông để khi tôi đăng tải những video mới nhất thì tôi sẽ chia sẻ với các anh em về một số cái kỹ thuật trồng trồng cây mai, kể cả là trồng cây mai từ đây giờ đến Tết luôn nè, rồi kể cả là phục hồi mai sau Tết luôn nè, tức là rất nhiều về cái lĩnh vực cây mai ha, tôi chia sẻ với anh em. Đừng quên là bấm những cái đầu cành này đi nha, bấm đầu búp này nè, để nó tức nó nở bên trong, ở bên trong nó mau lớn nụ mau bung của cháu nha. À, chúng ta không bấm thì nó sẽ lâu bung của cháu lắm, nó sẽ thời gian nó sẽ kéo dài hơn đó. Và đồng thời á nó sẽ có nở không đều hơn, không đều bằng việc chúng ta bấm này đi, vì khi mà chúng ta không bấm những búp này nè, những búp lúc đầu cành này nè, chắc chắn là búp lá ha, chắc chắn là búp lá đó. Khi chúng ta không bấm bảo đảm khoảng chừng một tuần sau nó này bung thành lá liền đó, khoảng chừng 23, 24, 25 gì đó. Nó này sẽ bung mình lá liền, lá dài được thực liền. Bởi vậy nó sẽ ức chế cái nụ bên trong ha, bên trong này nó nở ha, nó sẽ nở không đồng đều. Bên trong nó nở trước, phía đầu cành này có lá nè, bắt đầu nó nở sau. Thậm chí tới hết mùng nó cũng còn nở những cái búp bên này. Bây giờ chúng ta bấm bỏ đi, chúng ta không tiếc để cho nó nở đều ha. Nở đều hơn. Vì khi chúng ta trưng cái bon cái mai á, khoảng chừng tới mùng 6, mùng 7, ai mà chơi lâu lắm tới mùng 8, mùng 9 là chúng ta cũng cũng ngưng rồi, không chơi lâu đâu. Đó, những cái búp này nè, đó. Đây là những búp lá nè, khúc này không có nụ nè, nhưng mà có nụ này chắc nó là búp lá nè. Khi chúng ta bấm đi,
bấm đi, chúng ta đừng nuốt tiếc ha, nuốt tiếc để cho nó bung vào cháu dễ dàng hơn. Đây nè, những cái búp lá này nè, chúng ta bấm đi, bấm những đúp lá đi, đầu cành này nó còn nụ, nhiều nụ ra tới ngoài đầu cành luôn nè, nên chúng ta búp, bấm chỉ bấm búp lá thôi ha. Còn những cái búp lá mà bên trong nó không có nụ, kéo dài bên trong nó không có nụ thì chúng ta bấm thẳng bên trong luôn, sát cái nụ đồ cận kề đó luôn, gần nó gần nhất luôn ha, sát cái nụ gần nhất luôn đó. Bỏ búp lá đi, nó sẽ mau bung vào cháu hơn anh em đó. Đặc biệt như đối với những cành nó sung ha, những cành mà không sung thì khỏi cũng được anh em, những cành sung thì nó lâu lâu lắm, nó lâu bung tược lắm. Những cành này, những cành này ha, khúc một khúc dài luôn này, nó không có nụ này, bên trong nó có nụ này, chúng ta biến hành bấm sát đây luôn, sát đây luôn ha, sát cái nụ luôn, sát cái búp nụ luôn đó. Đây này, này ví dụ cái cành này như vậy này, không cái này là lá này, nhưng mà cái cành này nó không có sung ha, không có sung lắm, cái cành này chúng ta để cũng được mà chúng ta nên bấm đi, bấm cho nó nở, cho nó đều đó, đều và nó ít ít tược rồi đó. Xong sau khi một thời gian tôi hoàn chỉnh tay cành, ngày nay đã trở về cái dáng thế cứng đối của một cái mai chúng ta có thể chưng Tết là ok rồi ha. Rồi một lần nữa, còn có đối với những cái búp này nè, nó nở rồi nè, chúng ta bấm cho nó gọn vô ha. Đây, đối với cành này, cây này, cái cành này nè, chúng ta có thể bấm bấm bỏ luôn cũng được, nhưng mà nó vẫn còn nụ này nè, vẫn còn nụ nè, 1 2 3 4 ha, bấm bỏ ở đây vẫn kịp, bấm bỏ ở đây vẫn kịp ha. Nhưng khúc cái này nó vẫn còn một chùm nụ nè, này còn một chùm nụ nè ha. Thì đến này ra Tết chúng ta bấm gọn trong đây hết nè, ra Tết chúng ta bấm gọn giống như vậy nè, bấm gọn xuống, thu thu gọn luôn luôn, thu gọn vô hết, ra Tết chúng ta bấm vô tới đây nè, tôi tới đây nè. Tức là từ cái mắt, từ cái ra Tết ấy, là từ cái mắt, từ cái mắt mà trong năm chúng ta năm ngoái phục hồi Tết năm ngoái chúng ta bấm vị trí nào á, thì tại vị trí đó chúng ta đã khoảng chừng 10 15 phân là chúng ta bấm ha. Ví dụ như đây này, như đây là cái mai mà năm ngoái chúng ta bấm ngay vị trí này, bây giờ nó ra thì khoảng chừng từ trong cái này ra 10 15 phân chúng ta bấm ha, bấm giờ lại đây vậy nè, năm ngoái bấm đây nè ha. Đó thì giờ chúng ta cứ bấm 10 15 phân chúng ta bấm ha. Đây nè thôi, đó ngoài bấm đây nè, đơn giản thôi em, không có gì khó. Rồi một nữa xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.